năm miếu rõ ràng, năm phương năm miếu rõ ràng, ngũ phương bàn cảnh tiên ni nàng rừng hoa. Sang canh ba nửa đêm giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên non dầu áo trắng hải cương. Gọi phu xe trả cho tiền giấy, ai biết chúa bà thì miệng lấy kêu phát xin chúa thương, thương đến kẻ khổ nghèo. Biến đi về nơi bàn cảnh sai tiên nàng, đùng nghề đình dâng hoa trần gian, ai ngạo mạn điêu hoa chúa sai thị nữ thu ba hồn về. Liệt vì chân tay phải đi tình thành bởi thầy, xem ra mới biết là về tay chúa ta. Tâm cho đồng khai quang song nhan thập cờ siêu quang minh chứng đền trung, ca tích tăng cùng giang kim phụ hoàng thân thánh chúa tiên trung thương thì đi hà.
tôi linh hai con xúa dạo chơi khắp nơi xung quanh kéo con rộn ràng cất tiếng ca pha tiền bằng giấy ai biết chú bà thì miệng lấy kêu van xin chúa thương thương đến kẻ khó nghèo xin chúa thương thương đến kẻ khó nghèo biết ra lại được được lòng nhiều hơn xưa phút biến đi về nơi bàn cảnh sai tiên làng đùng nghỉ định dâng hoa trần san ai ngạo mạn điêu hoa mạn điều hoa chúa sai thì nữ thu nghi ba hồn về đêm nằm mê những ma cùng quỷ ngày chúa hành liệt vị nghĩ chân tay phải đi thỉnh thánh mời thần về tay chúa bà sắm nhang hoa hương nghi đăng tiền giấy sơ tấu bằng cách bánh xa hồi cùng phùng mình.